kiểm tra sức khỏe tim mạch tại nhà. Một là đo huyết áp cao có thể gây ra nhiều vấn đề tim mạch nguy hiểm. Chúng ta có thể sử dụng máy đo huyết áp tự động để đo huyết áp hàng ngày, theo dõi kết quả, và nếu thấy huyết áp tăng đột ngột hoặc là không ổn định, hãy đi khám bác sĩ. Hai, theo dõi tim mạch, sử dụng đồng hồ thông minh có thể là đo nhịp tim, theo dõi nhịp tim. Nhịp tim không bình thường có thể là dấu hiệu của cái vấn đề tim mạch. Hãy liên hệ với lại chuyên gia y tế nếu mà phát hiện bất thường. Ba là kiểm tra cholesterol hoặc là đường huyết để theo dõi các cái chỉ số này. Mức cholesterol cao và đường huyết không ổn định có thể tăng nguy cơ tim mạch. 4. Chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Cách tốt nhất để duy trì sức khỏe tim mạch tại nhà là thông qua cái chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh. Hạn chế độ ăn uống có nhiều chất béo, bão hòa và đường, tăng cường vận động thể dục đều.